Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mi Hà Nội. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một sản phẩm công nghệ mới toanh và cực kỳ hot trên thị trường. Vâng, và chắc chắn rồi, đó chính là chiếc đồng hồ thông minh Xiaomi Mi Band 9 phiên bản quốc tế này, vừa mới được ra mắt gần đây vào đầu tháng 8. Và nếu các bạn muốn sở hữu một chiếc đồng hồ tương tự như thế này thì đừng quên Mi Hà Nội đang có sẵn hàng với mức giá cực kỳ ưu đãi, chỉ khoảng 890.000 đồng cho một phiên bản tiêu chuẩn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau review và unboxing chiếc đồng hồ này nhé. Thì đây là phiên bản quốc tế, ngay khi nhìn vào hộp mọi người sẽ thấy toàn bộ là tiếng Anh. Và màu mà mình đang cầm ở trên tay đó chính là màu trắng bạc. Màu này không chỉ đẹp mà còn rất hợp để phối đồ hoặc với các loại dây đeo khác nhau. Mở hộp ra thì chúng ta có thể thấy ngay lập tức đó chính là dây hướng dẫn sử dụng. Bên dưới sẽ là dây sạc với hai đầu nam châm độc quyền. Và cuối cùng chính là chiếc Mi Band 9. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bóc nó ra nhé. Theo mình tìm hiểu thì phiên bản tiêu chuẩn ở thị trường nội địa có khá nhiều màu. Còn bản quốc tế hiện tại thì chỉ có màu đen, màu trắng, màu xanh và màu hồng. Ngoài ra phiên bản gốm cũng chỉ sử dụng cho thị trường nội địa. Và nếu các bạn nào đang mong chờ em nó ở bản quốc tế thì khá là tiếc đấy nhé. Còn kích thước và trọng lượng của nó mình sẽ để ở ngay trên màn hình. Về cơ bản khi cầm chiếc Mi Band 9 trên tay thì mình cảm giác khá là quen thuộc bởi nó khá giống với Mi Band 8 hoặc Mi Band 7 ở phần thiết kế. Điểm thay đổi nhiều nhất và rõ ràng nhất ở ngoại hình của chiếc Mi Band 9 này mà các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy đó chính là phần khung kim loại làm bằng hợp kim nhôm. Phần khung này được cải thiện khá nhiều, đem lại cảm giác chắc chắn, tinh tế hơn, không còn khung viền nhựa như các dòng Mi Band trước đây. Còn dây đeo chất liệu vẫn là nhựa TPU, tương tự như các phiên bản trước đó. Phần khớp nối này cũng tương tự, nhưng nếu bạn muốn sử dụng các loại dây đeo cổ hay dây thay thế thì cũng có khá nhiều phụ kiện loại dây để các bạn có thể thỏa sức sáng tạo và thể hiện cá tính của mình. Về phần màn hình thì vẫn khá tốt, dù chưa có thiết kế đột phá theo dạng màn hình tràn viền như rất nhiều người mong chờ, nhưng em nó sở hữu hàng loạt các thông số vô cùng nổi bật. Màn hình AMOLED kích thước 1,62 inch, tần số là 60Hz và đặc biệt là độ sáng màn hình lên tới 1200 nit, rất đáng để khen ngợi. Độ sáng màn hình này gấp đôi so với độ sáng màn hình của Mi Band 8, đem lại trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng ở ngoài trời. Vậy còn về cảm biến thì sao? Xiaomi Mi Band 9 có cấu hình tương tự với Xiaomi Mi Band 8, bao gồm 6 cảm biến với độ chính xác cực kỳ cao. Và tất nhiên phía sau của nó cũng được trang bị cảm biến đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu. Và như hãng chia sẻ thì lần này tỷ lệ chính xác đã tăng tới 16%, giúp người dùng theo dõi sức khỏe tốt hơn và đảm bảo hơn. Tiếp đến, một cải tiến mới mà chúng ta có thể đón chờ ở Xiaomi Mi Band 9 đó là về dung lượng pin. Từ dung lượng 190mAh lên thành 233mAh. Điều này đồng nghĩa với việc các bạn có thể sử dụng nó trong 3 tuần ở chế độ chờ và 9 ngày ở chế độ luôn sáng. Và quả thực thì đây là một con số rất cao và nó giúp người dùng không cần phải sạc pin liên tục như những chiếc đồng hồ thông minh ngoài thị trường. Đối với tính năng hỗ trợ chống nước 5 ATM thì người dùng có thể yên tâm rửa tay bơi lội hàng ngày mà không gặp bất cứ vấn đề nào. Có một điều mà mình cảm thấy, nếu Mi Band có thể trang bị thêm nút bấm ở đây để kích hoạt đồng hồ lựa chọn chế độ bơi lội thì sẽ tiện lợi hơn. Và mong rằng sau này Xiaomi có thể trang bị thêm tính năng này. Trên thực tế, khi trải nghiệm các tính năng khác thì Mi Band 9 không có nhiều sự thay đổi. Ví dụ như lựa chọn các môn thể thao cơ bản như là đi bộ, nhảy dây hoặc đạp xe. Chi tiết hơn thì sẽ có những bộ môn như là trượt băng, khiêu vũ hoặc cưỡi ngựa. Mi Band 9 vẫn có khoảng 150 bộ môn khác nhau để các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Còn với các chỉ số khác thì sao? Ngay bây giờ mình sẽ thử tính năng đo nhịp tim. Tiếp đến mình sẽ thử đo lượng oxy trong máu. Chiếc Mi Band 9 này còn theo dõi giấc ngủ của bạn rồi đo lường và phân tích. Nào và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu em nó khi kết nối với app Mi Fit. Thì các bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy các tính năng hầu hết cũng giống như ở trên mặt đồng hồ. Nhưng khi kết nối app ở đây thì mọi người sẽ có thể lựa chọn nhiều mặt đồng hồ hơn. Bạn có thể lướt, chọn và tải xuống bất cứ cái nào mà mình muốn. Bên cạnh đó, nó vẫn có các tính năng cơ bản như là xem lịch, xem thời tiết, cài báo thức hoặc bạn có thể vào cài đặt để lựa chọn thêm các tính năng khác đi kèm. Trên đây chính là những đánh giá nhanh của mình. Về cơ bản thì chiếc Mi Band 9 này đã có những thay đổi cần thiết để trở nên tốt hơn. Nếu bạn hỏi mình là có nên nâng cấp hay không thì mình nghĩ là với mức giá dưới 1 triệu đồng, chúng ta có thể mua về sử dụng và trải nghiệm thử. Còn bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ cho mình nhé. Và cuối cùng, đừng quên like, share và đăng ký kênh của Mi Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại.